công ty dược Dương Thư Group là đơn vị uy tín tại Việt Nam, chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến từ Hàn Quốc. Các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đánh giá cao. Tiêu biểu phải kể đến là sản phẩm nhân sâm núi Trương Bạch. Đây là sản phẩm cực kỳ quý hiếm, có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người. Núi Trương Bạch hay còn gọi là núi Bạch Đầu là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744m, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trương Bạch ở phía Bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía Nam, với khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Đây là nơi có điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng nhân sâm núi Trương Bạch quý hiếm hàng ngàn năm. Sâm núi Trương Bạch hoang dã 25 năm tuổi, từ xa xưa đây là vị thuốc rất quý hiếm. Theo y học cổ truyền thì nhân sâm có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe như bồi bổ khí huyết, bổ khí kiện tỳ, tăng cường sức khỏe và kích thích tiêu hóa tốt hơn. Dùng cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh, người suy nhược, trẻ em còi xương chậm lớn, hồi dương cứu nghịch, dùng cho người bị choáng trụy mạch, ngất. Ngoài ra, nhân sâm có thể dùng cho cả người tăng huyết áp và huyết áp thấp do tác dụng hai chiều đặc biệt của nhân sâm giúp điều hòa khí huyết, phòng và chống lại sự phát triển của tế bào ung thư, đồng thời giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi khi điều trị xạ trị và giảm các biến chứng ung thư hiệu quả. Nhân sâm tươi mọc trên núi đá, củ bé và cằn cỗi, hương vị màu sắc không thay đổi, vẫn đảm bảo được những giá trị tự nhiên. Nhân sâm núi Trương Bạch, một vị thuốc đại bổ, đặc biệt quý hiếm với sức khỏe. Đây sẽ là món quà ý nghĩa và cao cấp nhất dành tặng cho gia đình, bạn bè và đối tác.